Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 1 giờ kém 5 phút buổi trưa ngày thứ hai đầu tuần, ngày 20 tháng 5 năm 2024. Dạ, em đang có mặt ở đây là khu vực đường Cộng Hòa. Em đang trên Cộng Hòa, khu vực sân bay. Ở ngoài thì thời tiết đang rất là nắng. Hôm nay em đi giao hàng thì đi bằng ô tô nên cũng đỡ. Hôm nay trời nắng quá. Sáng nay nó mưa cô chú chị. Sáng nay mưa lúc 7 giờ sáng, giờ mà học sinh đi học, người ta đi làm. Xong rồi mưa đến khoảng 7 giờ hơn chút xíu thì nó hết. Đúng cái lúc học sinh đi học thì nó hết, cũng may là không có bị mưa lớn nên học sinh đến trường không có bị ướt. Dạ, bên phải là đường Úc Tịch nè, rồi hồi xưa nó là siêu thị Maximax, còn bây giờ nó là siêu thị hình như là của Vin rồi, hình như Vincom lấy lại cái này để kinh doanh, quá trời xe VinFast luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên cầu vượt này là cầu vượt Lăng Cha Cả. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và cảm thấy thật bình an, hạnh phúc khi xem video clip của đường phố Sài Gòn. Đặc biệt là dồi dào sức khỏe và sự như ý. Dạ, hôm qua ngày 19 tháng 5 ở Việt Nam thì thông qua các trang mạng xã hội cũng biết được anh diễn viên người mẫu Đức Tiến không may đột ngột qua đời. Thông tin ban đầu được biết là do nhồi máu cơ tim. Tin này diễn ra rất là đột ngột, tại vì mới mấy bữa trước thôi là hình ảnh của anh còn rất là nhiều trên mạng xã hội. Tại vì ảnh mới về Việt Nam đóng một bộ phim mới cô chú anh chị. Và ngoài ra thì anh cũng có kênh YouTube mà. Người mẫu Đức Tiến sinh năm 1980. Năm nay thì 44 tuổi. Anh đột quỵ nhồi máu cơ tim. Đó là những cái thông tin ban đầu. Nhiều người cũng đã đưa tin rồi. Anh Dũng Tây Lo cũng đưa tin rồi. Những nghệ sĩ khác cũng đưa tin, nghệ sĩ Hồng Vân cũng đưa tin, rồi Lương Thế Thành cũng đưa tin. Nói chung là thông tin này là chính xác 100% rồi, nên mọi người mới đưa tin và chia buồn. Thời gian gần đây thì không biết nói gì hết. Cái vấn đề liên quan đến đột quỵ nó diễn ra nhiều quá. Không biết lý do, mình không biết lý do thực sự. Cái vấn đề sức khỏe hiện nay đang rất là đáng lo ngại. Có thể chúng ta cũng mới thấy đây, mới gặp đây. Nhưng mà cũng không biết là qua ngày mai, ngày mốt như thế nào. Rất là nhiều những cái tình trạng tương tự như vậy. Có nhiều người đang bình thường xong rồi cảm thấy nhức đầu. Hoặc là cảm thấy mệt. Đi nằm nghỉ hoặc là đi vô bệnh viện cấp cứu. Thì nhiều người không qua khỏi. Cái hiện tượng này lạ quá. Hiện tượng này gọi nôm na là đột quỵ. Còn cụ thể như thế nào thì nó liên quan đến nhiều thứ ha. Nhồi máu cơ tim nè, rồi cục máu đông ở trong não nè. Nhiều yếu tố lắm. Giống như là trời kêu ai nấy dạ đó cô chú anh chị. Chứ bây giờ cũng không biết nói hay sao á. Anh người mẫu Đức Tiến này thì quá là đẹp trai rồi. Hồi xưa cách đây mười mấy năm là người mẫu Đức Tiến, rồi siêu mẫu Bình Minh là những người rất là nổi tiếng trong giới người mẫu ở Việt Nam. Có Huy Khánh nè, rồi Bình Minh nè, rồi Đức Tiến nè. Xong rồi khi đang ở đỉnh cao thì người mẫu Đức Tiến đi qua bên Mỹ để lấy vợ. Thì anh cũng tiếp tục có hoạt động nghệ thuật, anh cũng có những cái hoạt động trên trang YouTube cá nhân. Em thấy lâu lâu anh quảng cáo mấy cái show
bán kim cương, rồi bán nữ trang rồi đó cho bà con kiều bào ở nước ngoài đó. Lâu lâu em cũng có vô coi thông qua các cái kênh của những anh chị khác cũng có vô coi. Bất ngờ quá. Giới nghệ sĩ ở bên nước ngoài cũng nhiều của những chị. Phạm Thanh Thảo nè, rồi Hồng Vân nè, rồi anh Lê Tuấn Anh nè, rồi Văn Ri nè, nghệ sĩ hài Văn Ri nè, rồi Thúy Nga nè, rồi nghệ sĩ hài Nhật Cường thì đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ đó. Nói chung là nghệ sĩ Bảo Quốc nè, Hồng Loan nè, nói chung giới nghệ sĩ bên nước ngoài cũng nhiều. Tin này thì làm chấn động cả cộng đồng mạng và giới yêu thích nghệ thuật từ Việt Nam qua đến hải ngoại luôn. Hàng loạt các tờ báo, rồi những cái trang thương mại liên quan đến giới nghệ sĩ showbiz đồng loạt đưa tin, rồi những người nổi tiếng đưa tin vào hôm qua, như là buổi trưa hôm qua theo giờ Việt Nam, ngày 19 tháng 5, còn hôm nay là ngày 20. Hôm qua ở Việt Nam là ngày 19, thì có thể bên Mỹ là ngày 18. Không biết là đã bước qua 19 chưa, có thể là rạng sáng ngày 19 đó ta. Chứ tùy theo cái tiểu bang nữa. Nói chung là tình hình bây giờ khó nói quá. Dạ, chúng ta đang trên đường Hoàng Văn Thụ nè, phường 8 quận Phú Nhuận nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về khu vực thành phố Thủ Đức ha. Trời quá trời nắng nè. Đây có đường rây xe lửa. Hiện tại đang rất là nắng luôn á cô chú anh chị. Phía xa xa là tòa nhà Landmark 81, cao 81 tầng á, mà không biết qua camera thì mọi người có thấy rõ không. Ở ngoài thì em dễ thấy hơn, còn ở trong camera có thể mọi người khó thấy. Ở đây khu này bán xe máy rất là nhiều ha, đặc biệt là xe máy cũ, xe hai bánh cũ á. Khu này bán xe hai bánh cũ rất là nhiều. Nắng quá, bây giờ là đúng ngọ luôn á, đúng qua ngọ rồi, nay 1 giờ là qua ngọ rồi. Rồi, chúng ta đang ở ngã tư Phú Nhuận nè. Đi quay giờ này mà ngồi trong xe hơi thì mát thiệt, nhưng mà rất là sợ cái camera nó bị tắt nguồn. Tại vì camera thì nó sẽ bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp, không có cái chỗ che. Nên nó quay một chút mà em sợ nó bị nóng, nó tắt nguồn. Bên trái là đi về Nguyễn Kiệm, Gò Vấp ha. Còn mình đi thẳng luôn, mình đi về hướng đường Phan Đăng Lưu. Ở đây là đường Phan Đăng Lưu. Xe khách này nãy chạy chậm quá, nãy giờ mình cứ chạy sau lưng nữa, mình đâu có thấy đường gì đâu. Xe khách này chạy chậm rì à. Ở trong kia có chiếc chạy ra nữa, nguy hiểm không? Chắc em quẹo phải xích long quá. Phải xích long đi về bờ kè. Xích long cái gì về bờ kè cho nó đỡ nóng, hay nó nóng quá. Rồi, quẹo qua phải xích long, đường nó đỡ đông hơn bên kia. Đi cái đường đó xe lớn nhiều quá, không có nói chuyện được, lo tập trung chạy xe không à. Giờ đây là đường phải xích long ha. Qua khu này thì em sẽ chạy chậm chậm vô mấy cái đường nó có tên là hoa đó các chị. Mấy đường có tên là hoa đó thì giá nhà nó cũng cao lắm nha, chứ không có rẻ đâu. Vừa chạy xe vừa nói chuyện nhiều khi nó bị mất tập trung á.
nhiều khi có mấy cái từ ngữ nói nó hơi ngáo ngáo xíu, mong cô chú chị và các bạn thông cảm cho em. Em cũng phải tập trung để lái xe, không thôi là nó nguy hiểm. Mình quẹo phải để đi, để có đường Cù Lao nè. Em đi vô mấy đường nhỏ nhỏ quay cho cô chú chị xem. Khu phố Xích Long này đặc biệt là cũng nhiều khách sạn với nhà nghỉ lắm. Rồi vô đây, hy vọng là cái máy mình nó không có bị quá nóng. Đây đường Hoa Lan. Đây có nhiều quán cà phê với lại khách sạn, nhà nghỉ. Đường này là đường Cù Lao. Xe hơi quẹo đây đi, chỗ nào mà kẹt xe thì mình quẹo đường khác. Cái cua nó hơi nhỏ xíu, mấy cái đường hoa này các chị, hoa lan, hoa đào, hoa huệ, hoa cúc, nói chung là giá nhà trong đây thì hiện nay cũng khá cao quá. Hồi trước cũng thấy có một cái chi nhánh công ty của nghệ sĩ Hài Trường Giang vòng vòng đâu đây. Ồ, anh này đô ha, tập gym. Tập gym đô quá. Rồi, đi vòng vòng ở đây. Ở đây có một cái nhà thi đấu rạch miễu nè cô chú anh chị. Chạy qua cho mọi người xem ha. Bữa giờ cũng ít quay ra cái khu vực này. Ồ, nãy nó nắng kinh khủng không, giờ nó chuyển mưa rồi nè. Câu lạc bộ rạch miễu nè, nhà thi đấu rạch miễu đó bên phải nè chị. Bún bò Huế, có căng tin rồi bán đồ. Ở đây là nhà thi đấu rạch miễu ha, trong đây có tất cả các môn thể thao luôn, môn gì cũng có. Đó, nhà thi đấu rạch miễu. Ở đây có một cái ngôi chùa nè các anh chị. Chùa này hôm bữa lễ Phật đản á, người ta cúng đồ cũng làm lớn lắm, lễ lớn lắm. Đó, đại lễ Phật đản nè, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ồ, chỗ này không cho đậu xe luôn, biết cho quay đầu không ta. Quá đẹp luôn, đại lễ Phật đản. Chờ em quay đầu chỗ này, người ta cho quay đầu không. Chùa lớn ha. Chùa quá lớn luôn, cúng rất là lớn, đại lễ Phật đản.
Rồi tiếp tục mình đi về cuối đường Phan Xích Long ha. Cuối đường Phan Xích Long mình sẽ ra đường Vạn Kiếp. Không biết ngoài đó nó có chỗ quẹo trái không ta. Đi đường Vạn Kiếp về Bùng Binh Hàng Xanh. Nếu mà cấm quẹo trái là mình phải... Ồ, trên đó cấm rồi, cấm quẹo rồi. Cấm quẹo trái rồi chứ chơi. Trên đó cấm quẹo trái nè. À, trên đây cấm quẹo trái nè. Cấm xe hơi quẹo trái từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cấm quẹo trái thôi, mình quẹo phải. Bắt buộc rồi. Tại vì cái khu đó nó có nhiều hàng quán với lại đường nó hơi nhỏ. Chắc người ta sợ kẹt xe. Đó, mọi người thấy không? Ông bán hàng rong đó, ông có nguyên cái xe bự bằng một chiếc xe hơi luôn. Ông đậu đó là hết cái len của mình rồi. Rồi đây là đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh. Coi các bạn cấm không? Đi hồi không biết lỗi vô phạt. Cầm đồ bánh sinh nhật, cầm đồ lãi suất thấp. Ờ, chú đã đạp xe đạp. Ở đây có xe tải nè. Xe tải đang xuống hàng. Rồi mình ra khu vực đường Lê Văn Duyệt về cầu Bông. Dạ chúng ta đang ở khu vực cầu Bông. Chúng ta đã ở cầu Bông ha, bây giờ chúng ta sẽ xuống cầu quẹo trái vô khu vực Mai Thị Lụ. Mai Thị Lụ là chùa Ngọc Hoàng đó các anh chị. Dạ bên phải chúng ta là chùa Ngọc Hoàng ha, hay còn có cái tên gọi khác là chùa Phước Hải. À, chùa này thì Tổng thống Obama đã từng ghé thăm khi mà đến thăm Việt Nam. À, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài Điện Biên Phủ để mình quay đầu lại Hàng Xanh. Muốn quay đầu thì mình phải qua cái len bên trái bên kia rồi anh chị. Đó, mình muốn quay đầu mình phải qua bên đây nè. Để mình quay đầu ở chỗ này. Chỗ này là cái len chờ quay đầu. Rồi chúng ta đang ở đây là đại lộ Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt Hàng Xanh và cầu Sài Gòn. Tốc độ cho phép ô tô chạy là 70 km/h. Ồ, cái anh xe máy này bị chạy lộn đường rồi nè. Đó, chạy lộn đường rồi, bây giờ lỡ rồi chạy luôn nè. Không thôi là công an sẽ bắt. Đó, lỡ rồi đua. Không, chạy mà không để ý là cái xe máy là chạy nhầm vô cái lane ô tô à. Còn có những người mà không có rành đường á thì đi ô tô lại lâu lâu chạy vô lane xe máy. Nhất là trên cầu Sài Gòn. Trên cầu Sài Gòn cái lane bên phải ở trong là cái lane của xe máy. Có mấy anh ở tỉnh lên thì cũng hay chạy vô cái lane đó. Xong rồi phải dè lại rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta đang đi về cầu vượt Hàng Xanh. Ở đây có cái cầu vượt của anh chị. Cầu vượt bằng thép. Ồ đây cây người ta chặt quá trời. Còn sao chặt chứ gì ta. Cây này đang
đang còn nhỏ mà chặt làm gì. Chắc là có mấy cái nhánh nó lòi ra ngoài để nguy hiểm á các anh chị. Xe ô tô chạy ngang có thể là đụng vô nguy hiểm á. Đây là ta chặt bớt. Rồi lên cầu, lên cầu. Cầu vượt. Cầu vượt hàng xanh. Tốc độ trên cầu chỉ cho phép 50 km/h mà thôi. Tải trọng là 10 tấn và cấm người đi bộ lên trên này. Trên này là chỉ cho chạy 50 thôi nha các anh chị. Tải trọng là 10 tấn và cấm người đi bộ. Rồi. Qua đây để về cầu Sài Gòn. Nói chung là thời tiết này lúc nắng lúc mưa. Đi quay phim thì lúc nắng thì cái máy quay phim nó bị nóng quá, nó tắt nguồn. Rồi mình đang hướng về khu vực cầu Sài Gòn nha các anh chị. Ở đây ai muốn quay đầu thì đi cái lane bên trái nè. Còn ai đi thẳng là đi ba cái lane bên phải nè. Đó, nếu mà muốn né mấy cái xe quay đầu trên kia đó thì đi hẳn sát qua bên phải luôn. Để mình né mấy cái xe kia. Rồi lên cầu Sài Gòn. Theo em tiên đoán thì trời sắp mưa. Không biết có mưa hay không thì chưa biết. Rồi lên cầu Sài Gòn, lên cầu Sài Gòn. Đúng lên mà chạy thôi. Cho nó an toàn, khỏi chuyển qua chuyển lại mệt quá chứ. Rồi đây là cầu Sài Gòn. Tốc độ xe con là 80 ha. Còn xe lớn là chỉ có 60 thôi. Rồi kéo chạy 80 luôn. Đằng sau nó đá đèn rồi, mình chạy nhanh luôn. Sáu mươi lăm. Ok, để cái lane vào đó, ai muốn chạy nhanh thì chạy. Ông nào muốn chạy 80 thì chạy đi, mình chạy 60 thôi. Rồi, đây là cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn. Mình đang chạy 60 thôi có gì, 60 km/h. Xe con là được chạy 80. Mình đã chạy 60, 62. Phải có một chiếc. Hắn sẽ chạy đi đâu? Rồi vô đây. Vô đây chạy chậm thôi, vô đây như cho chạy 60 rồi. Dạ em đang đứng ở đây là sau lưng của siêu thị Metro cũ. Đây là siêu thị Mega Market. Thì nãy giờ máy quay phim nó bị nóng quá, nó tắt nguồn liên tục nên em không có quay được nhiều. Bây giờ em ở đây thì em tiếp tục mở máy quay ra, em quay tiếp và đọc một số tin tức liên quan đến người mẫu Đức Tiến ha. Giờ em cập nhật tin tức liên quan đến người mẫu Đức Tiến cho cô chú chị nghe đi. Chứ bây giờ đi vòng vòng nữa, hồi nữa nó tắt máy nữa. Rồi bây giờ em sẽ sợt một số thông tin em chia sẻ cho cô chú chị nghe nha. Rồi mình đọc một bài báo trên báo báo tiền phong.vn.
chưa được đưa thi thể của diễn viên người mẫu Đức Tiến về nhà. Đại diện gia đình cho biết một ngày trước khi mất, Đức Tiến có kế hoạch tổ chức sinh nhật cho vợ. Ngoài ra, anh còn chia sẻ ý định về nước ăn Tết sau 10 năm xa xứ, mua mảnh đất tại Việt Nam để dưỡng già. Tối ngày 19 tháng 5, chị Trầm Hương Nguyễn, người bạn đồng hành cùng gia đình Đức Tiến suốt 10 năm tại Mỹ, đồng thời là người đưa Đức Tiến vào viện cấp cứu, đại diện gia đình kể lại giây phút nam diễn viên gục ngã, sau đó qua đời trong bệnh viện vì đột quỵ. Chia sẻ với Tiền Phong, chị Hương cho biết quá trình Đức Tiến đột quỵ tại nhà đến khi qua đời rất nhanh, khiến ai cũng sốc, từ bạn bè đến vợ của Đức Tiến là chị Bình Phương. Tôi và Đức Tiến đến tiệc sinh nhật của một người bạn, gần cuối tiệc khi chúng tôi đang ngồi chơi thì nghe tiếng đồ vật rơi. Khi nhìn qua thì thấy anh Tiến gục tại chỗ, chúng tôi nhanh chóng vật anh lên, lay gọi nhưng không thấy phản ứng, chị Trầm Hương nói. Chị Hương nói đã nhanh chóng gọi cho chị Bình Phương báo tin Đức Tiến bị gục, đồng thời đưa anh vào bệnh viện. Khi chị Phương đến, tôi đã đưa anh Tiến đi cấp cứu. Tôi ở lại cùng chị tại bệnh viện, còn tự nhủ chờ anh khỏe lại. Vì trước đó, trong nhóm chỉ nghĩ anh ngất đi vì mệt, vì anh té rất nhẹ nhàng. Chúng tôi xoay người qua vì nghe tiếng dao rơi, chị Hương nói thêm. Đến khi được bác sĩ báo tin Đức Tiến qua đời, Trầm Hương sốc vì nam diễn viên trước đó vẫn cười nói vui vẻ, đang gọt mít cho cả nhóm bạn. Về phía Bình Phương, cô mất bình tĩnh vì chồng mất đột ngột. Chị Phương sốc vì quá bất ngờ, thậm chí mất bình tĩnh. Chị đã khóc rất nhiều khi anh mất. Anh mất giữa đêm, tôi ở lại cùng chị Phương đến gần sáng trong bệnh viện, chị Hương chia sẻ. Về tổ chức tang lễ, chị Trầm Hương nói gia đình chưa thể đưa nghệ sĩ Đức Tiến về nhà. Theo quy định của bệnh viện, họ phải khám nghiệm để biết chính xác nguyên nhân qua đời. Nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Tiến mất do ngừng tim. Tôi cũng chưa biết chính xác thời gian để đưa anh về. Chị Phương đã cung cấp thông tin liên lạc cho bệnh viện. Họ sẽ gọi điện cho gia đình sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết. Chị Hương nói thêm. Chị Trầm Hương cho biết vợ của Đức Tiến vẫn còn sốc, không thể tập trung. Tôi khuyên chị cố gắng vượt qua cú sốc, tiếp tục sống và lo cho bé mèo. Nhà của anh chỉ có hai vợ chồng và con gái. Hiện tại bạn bè nhờ một người chị sang ở cùng chị Phương, an ủi và giúp đỡ chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chị Trầm Hương nói, tâm nguyện của Đức Tiến. Theo kế hoạch công việc, Đức Tiến có show diễn tại Mỹ vào ngày 31 tháng 5. Đây cũng là đêm diễn do chị Trầm Hương đứng ra tổ chức. Chị Hương chia sẻ đêm nhạc vẫn diễn ra do chỉ còn 2 tuần, không kịp để ban tổ chức xử lý. Chúng tôi vẫn tổ chức đêm diễn và sẽ dành một phút mặc niệm dành cho người nghệ sĩ được đồng nghiệp khán giả yêu mến vì tính cách hiền lành, không làm phật lòng ai, chị Hương Nguyễn nói. Chị Hương cho biết Đức Tiến có kế hoạch tổ chức sinh nhật cho vợ là chị Bình Phương trong đêm diễn 31 tháng 5. Hiện ban tổ chức đang họp để thực hiện ý định của nam diễn viên. Hôm qua anh có nói với tôi là lấy một bàn trong show để tổ chức sinh nhật cho vợ. Khi tôi hỏi anh em, họ vẫn muốn dành một bàn cho chị Bình Phương, theo ý nguyện của anh Đức Tiến. Nhưng điều tôi lo lắng là chị Phương khó lòng đến dự được. Lúc ở bệnh viện cùng chị, tôi cũng chưa tiện để nói về việc này. Tôi sẽ đợi mọi chuyện tạm ổn và nói với chị. Chị Hương cho biết thêm. Chị Hương Nguyễn còn cho biết diễn viên Đức Tiến còn nhiều ý định chưa thể thực hiện. Anh hứa với tôi năm nay sẽ về quê ăn Tết sau nhiều năm xa xứ. Chúng tôi còn trao đổi với nhau là sẽ thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện tại Việt Nam. Chưa kịp thực hiện ý định thì anh đã mất, chị Hương nói. Chị Hương Nguyễn còn chia sẻ ý định về việc dưỡng già của diễn viên Đức Tiến sau khi hay tin chị Hương mua đất tại quê nhà.
Đức Tiến có nói sẽ mua đất ở cạnh bên. Tôi mua đất từ cô mình để sau này về Việt Nam dưỡng già. Khi hay tin, anh Tiến có nói muốn mua miếng đất cạnh bên cho có anh, có em. Anh nói vui là có gì qua ăn ké vì tôi cũng thường mang đồ ăn tặng vợ chồng anh. Cô nói thêm, đồng hành cùng Đức Tiến trong công việc suốt 10 năm, Trầm Hương Nguyễn nói chị là người sốc, đau buồn, không kém người thân trước cái chết của diễn viên phim Vòng Xoáy Tình Yêu. Anh Tiến đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu sang Mỹ. Anh sống tốt và luôn hòa đồng với mọi người. Tôi chưa bao giờ thấy anh tiêu cực. Quan điểm sống của anh, nếu cuộc đời có ai làm gì với mình, chỉ cần nhìn một hướng mà đi. Vì vậy, khó mà làm anh buồn, chị Hương chia sẻ. Hương Nguyễn kể chị quý Đức Tiến nhất, việc không bao giờ ghen tị hay nói xấu đồng nghiệp. Sau vài năm kinh doanh ở Mỹ, tôi có ngỏ lời với anh Tiến là mời Đan Nguyên quảng bá sản phẩm. Nếu là một người nổi tiếng khác, tâm lý của họ sẽ tại sao không mời anh dù quen biết, đồng hành từ đầu. Nhưng anh lại ủng hộ tôi. Anh thậm chí nói tốt về Đan Nguyên và vui vẻ kết nối làm việc cùng. Chị Hương Nguyễn chia sẻ về tính cách của Đức Tiến. Diễn viên siêu mẫu Đức Tiến qua đời tối ngày 18 tháng 5 theo giờ của Mỹ tại bệnh viện Fountain Valley, California, Mỹ, hưởng dương 44 tuổi. Nam diễn viên bị đột quỵ trong lúc ăn tiệc cùng với bạn thân. Bạn bè trong nhóm đưa Đức Tiến đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kể lại khoảnh khắc cuối đời của Đức Tiến, chị Hương Nguyễn, người đưa nam diễn viên vào viện cho biết anh hôn mê nhưng sắc mặt ổn, thở đều trước khi mất. Đó là lý do khiến bạn bè người thân sốc khi được bác sĩ báo tin anh qua đời. Hiện gia đình đợi bệnh viện hoàn tất thủ tục khám nghiệm, công bố chính thức, chính xác nguyên nhân mất, sau đó là hậu sự cho Đức Tiến. Đức Tiến sinh năm 1980, là siêu mẫu đời đầu của giới thời trang Việt Nam. Anh sau đó lớn sân sang diễn xuất để lại dấu ấn với những vai diễn trong Vòng Xoáy Tình Yêu, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Trở Về. Hồi tháng 4, Đức Tiến về Việt Nam quảng bá phim Đó Hoa Mong Manh, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau 10 năm rời showbiz Việt sang Mỹ định cư. Đức Tiến có một con gái tên thân mật là Mèo cùng với vợ là Bình Phương, cụ hoa hậu áo dài Dallas. Dạ, như vậy là em vừa cập nhật xong một số thông tin về anh người mẫu Đức Tiến. Nói chung là cũng không biết nói gì hơn. Đây là một cái tai nạn ngoài ý muốn mà hiện nay nhiều người trẻ đang bị mắc cái này cũng nhiều. Dạ rồi thôi, hôm nay quay đến đây cũng được rồi. Nãy giờ em đi thì máy quay nó hay tắt quá. Em qua đây cũng xin chia buồn với gia đình và cũng chúc cho mọi người bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có sức khỏe tốt. Sức khỏe luôn luôn là vàng, là bạc, là trên hết. Dạ, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Cô chú anh chị và các bạn yêu thương, bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào ạ.